Đấy, với lại là quan trọng là bác phải tham khảo khi bác nằm ghế. Thứ nhất bác phải biết ngoài tính năng, ví dụ con bảo bác cái thương hiệu Okia ấy, nó ví dụ con ghế nó bác nằm dòng mà vừa tiền như dòng bên con, chẳng hạn như con S83 nó trực tiếp cho bác nhiều nhất là khoảng 6 đến 8 bài tập thôi. Còn dòng này bên con hơn 15 bài tập thì trong đấy có 8 đến 9 bài là tự động, còn lại là chuyên sâu. Và hơn nữa con có cái hay, tức là dòng này nó có cái hay tức là bác mà đau phần nửa đầu vai gáy này hoặc là đau phần vai gáy cổ thì con có chuyên cái bài để vai gáy cổ. Hoặc bác mà muốn bóp hoặc miết phần lưng ấy, con có cái bài miết, tức là nếu bác đau phần lưng trên thì miết từ phần vai cổ đến phần lưng trên nó chạy ngược trở lại. Còn nếu bác mà Cái này sẽ đau chung rất nó có cái này đều có đầy đủ, hoặc là nếu mà bác mua ghế trực tiếp con là người tới nhà hướng dẫn và lắp đặt luôn. Còn mà có một bài miết tức là miết toàn thân cho bác luôn thì tổng cái bài đấy là hơn 15 bài tập đấy. nó có cái tờ hướng dẫn Giờ có đầy đủ bác ạ. Nhưng mà cái này nhưng mà mình anh lắp đặt ở đó mình lắp phòng khách hay là phòng ngủ đấy bác? bác thì vừa cũng vừa khách Rồi. nhà chật trước đây bác đã dùng một cái trên 50 triệu rồi, Vâng. nó Thực còn có cả nghe nhạc nữa Vâng. USB. Cái này ngày trước bên con cũng làm nghe nhạc nhưng mà sau này nó có cái hạn chế như này bác này. Một số khách hàng ấy thường thường họ nằm ghế massage là nghỉ thư giãn rồi. Đấy, nên là loa nó thường thích hợp của hai bên này thì thứ nhất nghe thì rất là kiểu là Không hơi thì khó mình chịu. bắt mất Đấy. đi thôi, bởi vì Vâng. thực ra cái nhạc ấy nghe ngay Vâng. Mà kể cả nhà mình đã lắp gia đình thì nhà nào cũng có nhà loa nào rồi. có loa Vâng, cái nghe loa máy nghe tính nó còn hay hơn cái loa này. Còn mà bên con là bảo hành cho bác 2 năm về ghế, về phần da ghế thì bác yên tâm, da này thì da sim ly cao cấp, không có da thật đâu. Nói chung con bán hàng thì con nói thật với bác không luôn. nhớ tốt Dạ. nhất đấy. Đấy. Không, nhưng mà khi thế hiện ra sau này dùng Thì da luôn mình nó tốt hơn, rồi công nghệ nó phát triển. nó tốt hơn trước, trước đây nó mỏng, nó dính. Còn cơ chế túi khí thì bác biết là dòng này nó có gần 32 túi khí, kể cả phần hông của bác này có túi khí nâng đỡ luôn. Và đặc biệt phần vai này, tức là như con nói hôm trước là nếu mà gia đình bác chẳng hạn, nhiều khi mà anh này, chị này hoặc là đi chơi cầu lông tennis ấy, đau mỏi phần vai gáy chẳng hạn bác nhé. Lúc bác nằm thế này thì nhìn túi khí này rất đơn giản nhưng mà nó trực tiếp là tì lên phần vai, và đồng thời khi nó tì như thế bên dưới nó massage lên thì nó khóa chặt người mình lại thì massage nó thẩm thấu cao hơn rất là nhiều. Đấy. Còn mà cái tư thế zero gravity như con nói là tư thế không trọng lực. Thứ nhất là bác đi đứng nhiều ấy, thì trọng lực dồn đôi chân này, đặc biệt là phần đốt sống lưng. Còn bây giờ bác nằm tư thế này thì là đốt sống nó được nghỉ ngơi. Hơn nữa máu nó lưu thông nó tốt hơn nữa máu nó dồn ngược về tim tất cả. Thì cơ chế tuần hoàn máu với massage lúc đấy nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và khi bác nằm tư thế này rất là thoải mái, bồng bềnh, thư giãn thì massage nó mới thẩm thấu tốt hơn. Đấy. À, những cái đứt chân này là nó có tháo giặt không? À, tất cả cái cơ chế túi khí ở đây bác này, phần vải này, các thứ này, cái này bên con đều có thể tháo ra giặt được. Đấy.